Vào năm 2009, Barack Obama lên nhậm chức tổng thống tối cao của nước Mỹ. Tính đến nay, Obama đã cầm quyền được hơn 7 năm và trong suốt khoảng thời gian đó, ông đã khiến cho người dân nước Mỹ cùng toàn thể mọi người trên thế giới ngưỡng mộ về khả năng lãnh đạo cũng như trí tuệ tuyệt vời của mình. Chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Obama và người vợ bắt đầu từ khi họ gặp nhau vào tháng 6 năm 1989. Khi ấy, ông Obama là sinh viên đại học Harvard và mới bắt đầu vào làm việc tại một hãng luật ở Chicago. Bà Michelle được chỉ định làm việc cùng ông Obama tại hãng luật này. Ông Obama dường như đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu nhìn thấy bà Michelle và ông đã quyết tâm theo đuổi bà ấy. Tuy nhiên lúc đó, bà Michelle không có ý định hẹn hò cùng với đồng nghiệp. Trước sự khước từ ấy, ông Obama không hề bỏ cuộc, ông vẫn liên tục gọi điện, gửi thư và hoa cho bà Michelle. Và chỉ sau lần được nghe ông Obama nói chuyện với các thanh niên da đen nghèo ở Chicago, bà Michelle mới đồng ý đi ăn tối cùng ông. Và từ đó, hai người bắt đầu gửi gắm tình cảm cho nhau. Thế nhưng, chuyện tình yêu của hai người không mấy im xuôi mà có nhiều sóng gió trắc trở. Thân thế chính là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Mẹ ông Obama là một người da trắng, còn cha ông đã trở về Kenya và tái hôn. Vì thế mà ông Obama được một số người bạn nói ví von rằng ông là một người da trắng trong thân xác người da đen. Trong khi đó, bà Michelle là con một gia đình gốc Phi thuần túy, nên việc kết hôn với người da trắng là điều tương đối khó khăn. Sau khi quen ông Obama, phải qua sau một thời gian dài, bà Michelle mới đủ can đảm để thông báo với cha mẹ rằng bạn trai của bà có gốc gác da trắng. Chuyện tình của hai người đã gặp phải sự phản đối lớn, nhưng với sự quyết tâm của ông Obama, hai người đã kết hôn vào tháng 10 năm 1992. Từ đó đến nay, sau 24 năm, vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc với cô con gái tài giỏi, ngoan ngoãn là Malia và Sasha. Không chỉ khâm phục về tài năng, vị tổng thống đầy quyền lực của nước Mỹ này còn khiến cả thế giới phải trầm trồ về tình yêu đẹp của ông dành cho đệ nhất phu nhân Michelle. Người ta tung hô ông không chỉ bởi những chính sách hòa bình mà trên hết, ông còn là minh chứng về một tổ ấm không bị quyền lực và giàu sang phá hủy, bởi suốt 24 năm qua, tình yêu của hai người vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Obama đã viết nên một câu chuyện ngôn tình đẹp nhất trong mọi câu chuyện ngôn tình của thời hiện đại. Không chỉ ân cần, chu đáo trong mọi hành động với bà Michelle, ông Obama còn có những phát ngôn tình cảm khiến vạn người say đắm. Người dân nước Mỹ không hề cảm thấy bất ngờ với cách thể hiện tình cảm một cách công khai như vậy của vị tổng thống tối cao này, bởi những hình ảnh thân thiết, ngọt ngào giữa hai vợ chồng ông không còn gì xa lạ nữa. Bức ảnh này được ghi lại vào đúng thời điểm ông Obama tái đắc cử chức tổng thống Mỹ vào cuối năm 2012. Ngay sau đó, nó đã được lan truyền rộng rãi và được xem là bức hình đẹp nhất trong lòng toàn bộ người dân nước Mỹ. Bà Michelle vừa là người bạn đời, vừa là người cố vấn mà Obama tin cậy nhất. Hai người trao nhau nụ hôn tình cảm trong giờ nghỉ giải lao của một trận đấu bóng rổ Olympic năm 2012. Những cử chỉ âu yếm như cái nắm tay hay nụ hôn ngọt ngào là những gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của vị tổng thống tối cao này. Vợ chồng ông Obama cùng nhau ngắm pháo hoa trên nóc Nhà Trắng trong ngày Quốc khánh Mỹ năm 2009. Bà Michelle luôn có mặt ở sân bay để đón ông Obama trở về sau mỗi chuyến công du. Ông Obama, người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, đã ra tận sân bay để đón người mà ông yêu thương nhất.
Ảnh được chụp vào ngày 5 tháng 11 năm 2012 ở sân bay quốc tế Des Moines, trước thềm buổi tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Ông Obama luôn dành cho bà Michelle ánh nhìn trìu mến và âu yếm. Được mệnh danh là tổng thống thân thiện, ông Obama rất tích cực trong các hoạt động nhân đạo, đấu tranh quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT. Bên cạnh đó, ông còn là người cực kỳ yêu quý trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Obama bắt tay năm chị em siêu nhân. Cô bé Claudia giận dỗi nằm úp mặt xuống thảm Nhà Trắng, khiến vị tổng thống bối rối. Đứa trẻ nào cũng có thể biến vị tổng thống thành một ông bác nhăn nhở và vui tính. Ông Obama không bao giờ thể hiện mình là tổng thống trước mặt bọn trẻ. Đây là tổng thống Obama và con gái của cố vấn an ninh quốc gia trong trang phục vôi Jumbo. Là một người rất yêu quý trẻ em, ông thường xuyên đánh mất hình tượng uy nghiêm của vị tổng thống nước Mỹ trước những em bé đáng yêu. Cô bé này không muốn chào tạm biệt tổng thống. Ngoài tài năng điều hành cả nước Mỹ, ông Obama còn khiến các bà mẹ phải trầm trồ khen ngợi tài năng dỗ trẻ em của mình, kể cả khi đệ nhất phu nhân không làm được điều này. Trong khi chào đón quan khách tại sao lo thuộc Nhà Trắng, ông Obama đã phải phá lên cười khi đệ nhất phu nhân Michelle Obama không dỗ được một đứa trẻ đang khóc của một vị khách. Ông đón lấy đứa trẻ, và thật kỳ lạ, đứa trẻ đã nín khóc ngay sau đó.